chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Đức Hùng mắc hội chứng cổ vai tay. Hội chứng cổ vai cánh tay là bệnh lý xương khớp xảy ra ở vùng cột sống cổ. Bệnh gây đau nhức ở vùng cổ vai gáy, sau đó lan xuống một bên cánh tay. Nếu không được chẩn đoán, phát hiện sớm, có thể dẫn đến teo cơ, rối loạn thần kinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cuộc sống người bệnh. Hội chứng này gồm một nhóm, những dấu hiệu biểu hiện lâm sàng có liên quan mật thiết đến những bệnh cột sống cổ kèm theo tình trạng rễ, dây thần kinh cột sống, tủy cổ bị rối loạn chức năng. Hội chứng này không có bất cứ mối liên quan nào tới các bệnh lý viêm. Khi mắc hội chứng này, người bệnh thường có nhiều biểu hiện, triệu chứng, nặng nhẹ khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân và tình trạng bệnh. Dưới đây là những biểu hiện hội chứng cổ vai cánh tay điển hình: đau nhức ở vùng cổ vai gáy, các cơn đau cổ vai gáy âm ỉ dần dần tăng nặng hơn, đau nhiều vào buổi sáng sớm. Cơn đau tăng lên khi người bệnh vận động ở vùng cột sống cổ vai gáy, khó khăn khi cử động vận động cột sống cổ. Trong một số trường hợp ít gặp, người bệnh bị đau đớn vẹo cổ, đau nhức dây thần kinh. Những cơn đau khởi phát từ vị trí vai gáy, dần dần lan rộng sang vùng chẩm và cả hai bên vai. Sau đó, cơn đau nhức sẽ lan tỏa xuống cánh tay, bàn tay và ngón tay. Cơn đau tăng lên khi người bệnh cúi nhìn xuống dưới, xoay đầu, nghiêng người hoặc ngửa cổ. Người bị có cảm giác tê bì như bị kim châm, kiến bò ở cánh tay, bàn tay và ngón tay. Teo cơ, tay tê bì, mất cảm giác. Cơ hai tay teo dần, biểu hiện bên ngoài là cảm giác tê bì tay, mất cảm giác, cầm nắm khó khăn. Khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh đi lại cũng gặp khó khăn, đại tiểu tiện mất kiểm soát, thậm chí hai cánh tay bị tê liệt vĩnh viễn. Ngoài các biểu hiện hội chứng cổ vai cánh tay rõ nét trên, người bệnh cũng có thể gặp phải một số biểu hiện sau: hoa mắt, chóng mặt, đau ở xung quanh vùng chẩm, người mệt mỏi, khó chịu, thị lực bị giảm sút, ù tai, có thể bị mất cân bằng, rối loạn thần kinh thực vật, giảm cân, ra mồ hôi vào ban đêm, sốt nóng lạnh. Thưa quý vị, phương pháp cấy chỉ cắt hút trong điều trị các bệnh lý về xương khớp đã và đang được nhiều bệnh nhân tin tưởng điều trị, bởi đây là một phương pháp hoàn toàn không sử dụng thuốc, không phẫu thuật, gây đau đớn, ít biến chứng, mang lại hiệu quả điều trị lâu dài. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.